Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh họp bàn kế hoạch tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung lần thứ 23. Triển vọng phát triển kinh tế từ trồng cây cỏ ngọt. Nhiều bậc cha mẹ quan tâm gắn kết tình cảm gia đình bằng việc cùng con đến thư viện đọc sách. Trong phần tin trong nước và quốc tế, nghiên cứu thành lập các bảo tàng chuyên ngành quốc gia. Độc đáo lễ hội cá voi Ulsan ở Hàn Quốc. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau 3 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai. Theo kế hoạch, hội chợ có quy mô 700 đến 800 gian, trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông lâm thủy hải sản, dược liệu, máy móc thiết bị, triển lãm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Trong đó ưu tiên cho các sản phẩm có nhu cầu xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh, sản phẩm quảng bá du lịch Lào Cai. Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra các hoạt động như hội đàm hợp tác kinh tế thương mại hai tỉnh Lào Cai Việt Nam, Vân Nam Trung Quốc, tổ chức đoàn doanh nghiệp nhập khẩu nông lâm thủy sản Trung Quốc và Việt Nam giao dịch thương mại tại tỉnh Lào Cai, hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách thu hút đầu tư và các dự án thu hút đầu tư Việt Nam Trung Quốc. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành liên quan đã thảo luận làm rõ một số nội dung trong dự thảo kế hoạch tổng thể tổ chức hội chợ thương mại quốc tế Việt Trung năm 2023. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh đề nghị trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Sở Công Thương tiếp thu, điều chỉnh kế hoạch tổ chức phù hợp. Những khó khăn vướng mắc trong triển khai báo cáo tỉnh để có phương án tháo gỡ, đảm bảo việc tổ chức hội chợ khoa học, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. Trước mắt là tiến hành sửa chữa, nâng cấp các hạng mục phục vụ tổ chức hội chợ xong trước tháng 10 tới. Chiều ngày 17 tháng 5, Trường Chính trị tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số và phổ biến quán triệt các tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho gần 200 cán bộ, giảng viên, viên chức và học viên một số lớp đang theo học tại trường. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, mục tiêu của chương trình chuyển đổi số quốc gia, nghị quyết số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hiệu quả, lợi ích của chuyển đổi số đối với sự phát triển toàn diện về kinh tế xã hội. Nhân dịp này, các đại biểu được phổ biến, quán triệt về nội dung tư tưởng các tác phẩm, một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên và học viên, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 90 học viên thuộc Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp, trang trại và hộ sản xuất kinh doanh, nông lâm nghiệp vừa được tập huấn kỹ năng kinh doanh, xây dựng mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị năm 2023. Lớp tập huấn do Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân tỉnh tổ chức. Các học viên được phổ biến những kiến thức, kỹ năng về sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, về phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế số, áp dụng công nghệ thông tin trong tiêu thụ và quảng bá sản phẩm, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về chuỗi giá trị, nhóm liên kết và đề xuất phát triển kinh tế hợp tác. Thông qua lớp tập huấn, hội viên nông dân, đại diện các hợp tác xã và tổ hội nghề nghiệp có thêm kiến thức kỹ năng tìm kiếm thị trường, tiếp thị hàng hóa, tổ chức mạng lưới bán lẻ và phân phối sản phẩm, nắm được phương pháp và cách thức tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng nông thôn mới.
Sau hơn một năm trồng thử nghiệm cây cỏ ngọt, gia đình chị Cứ Thị Di, thôn Suối Tổ 1, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sapa đã được thu hoạch. Phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cho hiệu quả kinh tế, cỏ ngọt đang mở ra cơ hội mới cho phát triển cây dược liệu tại địa phương. Được giúp đỡ về giống và kỹ thuật trồng, chăm sóc, phân bón từ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, gia đình chị Cứ Thị Di trồng thử nghiệm 300 mét vuông cỏ ngọt. Sau hơn một năm, cây đã cho thu hoạch 5 đợt, mỗi đợt từ 60 đến 70 kg, với giá bán 100.000 đồng một kg khô, mang lại nguồn thu tốt. Theo chị Di, trung bình khoảng 2 tháng cỏ ngọt sẽ được thu hoạch một lần. Cây thích nghi với chân ruộng cao, dễ trồng, ít sâu bệnh, tốn ít công chăm sóc, vốn đầu tư thấp lại có thể thu hoạch quanh năm. Cây cỏ ngọt dễ trồng, phát triển tốt mà giá bán cũng cao, được thu mua hết, gia đình năm sau sẽ trồng thêm. Với công dụng tốt cho sức khỏe, cây cỏ ngọt trồng tại thôn Suối Thầu 1, xã Ngũ Chỉ Sơn được tiêu thụ tốt. Từ mô hình này, Hội Nông dân xã mong muốn mở rộng diện tích giúp bà con phát triển kinh tế. Về cái đầu ra thì không lo rồi. Đấy, đầu ra cũng ổn định rồi, nhưng mà mình sợ là không có sản phẩm để bán thôi. Thì tính tới thì tôi cũng sẽ tiếp tục vận động bà con nhân dân nhân rộng ra các diện tích để làm, để phát triển kinh tế cho bà con, để cho hiệu quả cho đời sống của bà con nhân dân cho ổn định. Với những ưu điểm vượt trội, phù hợp với điều kiện khí hậu, mang lại hiệu quả kinh tế cao, mô hình trồng cây cỏ ngọt hy vọng được nhân rộng, làm phong phú thêm loài cây dược liệu của vùng cao Sapa. Gần 1.400 tỷ đồng là tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó, nguồn vốn trung ương phân bổ cho Lào Cai là 1.067 tỷ đồng, còn lại là nguồn ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa. Từ nguồn lực này, các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương tập trung cho các dự án về hệ thống cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với lợi thế từng địa bàn. Lào Cai phấn đấu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo chuẩn nghèo đa chiều 6%, 100% đường ô tô đến trung tâm xã được giải nhựa hoặc bê tông, 97,6% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. Nguồn lực đầu tư từ chương trình Mục tiêu Quốc gia góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu trên. Ngày 16 tháng 5, Công an thị xã Sapa đã triệt phá một điểm mua bán trái phép chất ma túy, bắt hai đối tượng, thu giữ 0,25 gram heroin và 1,17 gram thuốc phiện. Vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5, tại thôn Can Hồ B, xã Ngũ Chỉ Sơn, đội điều tra tổng hợp Công an thị xã Sapa phối hợp với Công an xã bắt quả tang Hầu Thị Dở, sinh năm 1979, trú tại thôn Cửa Cải, đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Trảo Duần Quẩy, sinh năm 1970, trú tại thôn Can Hồ B cùng xã Ngũ Chỉ Sơn. Lực lượng chức năng thu giữ trên người Trảo Duần Quẩy hai gói ma túy heroin trọng lượng 0,25 gram. Theo khai nhận của Quẩy, đối tượng mua hai gói ma túy heroin của Hầu Thị Dở với giá 200.000 đồng về sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hầu Thị Dở, lực lượng chức năng thu giữ 1,17 gram thuốc phiện và 1 cân tiểu ly. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sapa đã tạm giam hình sự hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ. Cùng với áp lực cuộc sống thì nghiện công nghệ, phổ biến là nghiện smartphone, là lý do khiến nhiều phụ huynh chưa thực sự gần gũi quan tâm đến con của mình. Tuy nhiên, một tín hiệu đáng mừng là gần đây đang có nhiều bậc cha mẹ quan tâm gắn kết tình cảm gia đình bằng việc cùng con đến thư viện đọc sách. Tạo điều kiện cho các con đọc sách nên thư viện tỉnh là điểm lựa chọn yêu thích của gia đình chị Trần Thị Thái Ly. Với nhiều đầu sách phong phú, các thành viên thỏa sức lựa chọn những cuốn sách theo đúng nhu cầu sở thích. Đặc biệt, chị Ly luôn song hành, hướng dẫn con tìm những cuốn sách hay, phù hợp với lứa tuổi, hình thành thói quen đọc sách. Vào những ngày nghỉ thì vợ chồng mình cũng bố trí thời gian để cho các cháu được đến đây, được trải nghiệm và được tìm những cái sách báo, truyện tranh và những cái sách để tham khảo, phục vụ cho công tác học tập của các cháu.
và cũng ngoài cái giờ học tập thì các cháu có thời gian để thư giãn. Được bố mẹ đưa đi thư viện, con cảm thấy rất là vui vì được đọc những quyển sách hay và chia sẻ với bố mẹ những quyển sách mình đã đọc ạ. Đọc sách không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển ngôn ngữ cho con trẻ, mà còn là hình thức tương tác, sợi dây gắn kết giữa bố mẹ và con cái. Việc cha mẹ đồng hành, chia sẻ tình yêu sách cùng con đã giúp cho các con thực sự hứng thú và tình yêu với sách nhờ vậy cũng được nuôi dưỡng lớn dần trong mỗi bạn nhỏ. Cả tuần bận rộn rồi ấy, thì mình cũng muốn cuối tuần ấy, dành thời gian nghỉ ngơi cho các con ấy. Nên là mình sẽ cố gắng tạo điều kiện thu xếp công việc để mà cuối tuần được cùng các con ra thư viện đọc sách. Cái hai bạn nhỏ nhà mình rất là thích đọc ấy. Nên là đấy cũng là thời gian để mà mẹ con cùng nhau trò chuyện này, cùng nhau đọc cùng một quyển sách chẳng hạn, thì nó rất là gắn kết tình cảm mẹ con. Đáp ứng yêu cầu của bạn đọc, Thư viện tỉnh đã bố trí không gian thoáng mát, yên tĩnh và gần gũi, bổ sung nhiều đầu sách hay phù hợp với từng lứa tuổi. Cán bộ thư viện cũng luôn nhiệt tình hỗ trợ độc giả làm thẻ, giải đáp các thắc mắc, tạo ra không gian văn hóa đọc thực sự thoải mái. Các bố mẹ cũng rất là quan tâm đến các em học sinh. Bố mẹ thường đồng hành cùng với con đến để mượn và có thể là đọc cùng con luôn. Đấy, thì cái việc đấy thì nó cũng hỗ trợ cho việc mà các con tránh xa được cái nguồn điện thoại hoặc là internet, phong trào đọc nó phát triển tốt hơn. Hình thành và duy trì văn hóa đọc không chỉ giúp cho mỗi thành viên trong gia đình, đặc biệt là con trẻ có thêm tri thức, tự tin trong cuộc sống, hình thành khả năng tự học, mà còn là cầu nối gắn kết yêu thương. Đặc biệt, khi văn hóa đọc hình thành và phát triển ngay trong mỗi gia đình, sẽ góp phần hình thành văn hóa đọc trong cộng đồng, xây dựng xã hội học tập suốt đời. Tiếp tục chương trình, liên kết để nâng tầm du lịch làng nghề, xu hướng mới của Quảng Nam. Cuba đơn giản hóa thủ tục hộ chiếu. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023-2025. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước và tại một số quốc gia có mối quan hệ văn hóa lâu dài với Việt Nam, tập trung vào các hoạt động cụ thể, trong đó sẽ triển khai các chương trình, nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo cho khoảng 2 di sản văn hóa thiên nhiên được UNESCO ghi danh. Khoảng 15 di tích quốc gia đặc biệt có giá trị đang xuống cấp nghiêm trọng, hỗ trợ chống xuống cấp, tu sửa cấp thiết khoảng 150 di tích cấp quốc gia, đẩy mạnh xây dựng hồ sơ khoa học các di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu hoặc có nguy cơ mai một cần được bảo vệ khẩn cấp. Ngày 17 tháng 5, tỉnh Nghệ An phối hợp với tỉnh Siêng Khoảng, Lào, tổ chức lễ khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng công trình Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thị xã Phôn Sa Văn, tỉnh Siêng Khoảng. Dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng. Nghệ An được Chính phủ Việt Nam giao chủ dự án. Công trình có quy mô 200 giường bệnh, cơ sở vật chất khang trang, công nghệ và trang thiết bị y tế hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào tỉnh Siêng Khoảng nói chung và người dân các tỉnh Đông Bắc của Lào nói riêng. Dự án được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tô thắm cho quan hệ hữu nghị truyền thống, vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Sản phẩm du lịch làng nghề, trải nghiệm không gian làng cổ là thế mạnh của du lịch Quảng Nam. Đây là nguồn tài nguyên dồi dào, song chưa được phát huy đúng mức. Do vậy, liên kết để nâng tầm du lịch làng nghề đang là hướng đi mới của địa phương này. Tỉnh Quảng Nam có hơn 30 làng nghề truyền thống được công nhận. Những làng nghề truyền thống này được du khách, nhất là khách quốc tế quan tâm. Hiện các làng nghề đều độc lập với nhau, chưa có sự kết nối. Vì vậy, người dân mong muốn liên kết để tạo nên tour du lịch hoặc chuỗi sản phẩm có giá trị cao là nhu cầu cấp bách. Chưa có kết nối với khách hàng khác ở thôn, có khu du lịch cộng đồng và đan lát, cũng có đan lát giới thiệu cho sản phẩm cho khách hàng. Mong muốn lớn nhất sẽ hình thành được những cái sản phẩm lưu niệm phục vụ cho du khách mà hoàn toàn nó mang thương hiệu của Hậu An hay là các cái nghề truyền thống của trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam. Quảng Nam có nhiều làng nghề gắn với du lịch, là những địa chỉ có sức thu hút lớn đối với du khách quốc tế mỗi khi đến địa phương. Tuy nhiên,
giữa du lịch với làng nghề chưa có được sự kết nối để phát triển. Thông qua các cái doanh nghiệp làm du lịch, các địa phương khác trên cả nước để cùng nhau hưởng ứng để xây dựng một cái môi trường du lịch vừa đảm bảo tính văn hóa, tính nhân văn, tính sinh thái, môi trường và đặc biệt là có cái tính cộng đồng rất cao. Gắn kết du lịch với làng nghề truyền thống, tăng trải nghiệm văn hóa bản địa đang là xu hướng phát triển bền vững, là lợi thế của Quảng Nam. Để phát huy lợi thế này, việc đẩy mạnh liên kết giữa các điểm đến, làng nghề, cải thiện chất lượng dịch vụ và hạ tầng đang là đòi hỏi cấp bách để du lịch Quảng Nam khôi phục và tạo chuỗi sản phẩm có giá trị cao. Nhằm phục vụ việc tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2023, thành phố Đà Nẵng sẽ tạm dừng hoạt động cảng sông Hàn và các tàu du lịch chở khách du ngoạn sông Hàn cũng sẽ tạm thời chuyển sang neo đậu và đón trả khách tại khu vực khác. Theo đó, đến hết ngày 17 tháng 5, các tàu du lịch tại cảng sông Hàn tạm ngừng hoạt động và di rời về Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu miền Trung. Đây sẽ là điểm neo đậu và đón trả khách phục vụ hoạt động vận chuyển khách du lịch trên sông Hàn, cầu Trần Thị Lý trong thời gian tạm dừng hoạt động cảng sông Hàn. Toàn bộ hệ thống hạ tầng thiết bị như hàng rào cách ly, văn phòng, quầy vé tại cảng sông Hàn cũng sẽ được di rời về khu vực cảng tạm thời và bổ sung hệ thống phao, đèn, cảnh báo và biển báo đảm bảo yêu cầu về an toàn và mỹ quan. Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm nay sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 với chủ đề Thế giới không khoảng cách. Cảng sông Hàn sẽ trở thành khu vực lắp đặt pháo hoa của các đội thi. Sau khi kết thúc lễ hội, các hoạt động tại cảng sông Hàn sẽ trở lại bình thường để phục vụ du khách. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Cuba thông báo một số điều chỉnh trong chính sách di trú, trong đó quyết định gia hạn hiệu lực hộ chiếu của công dân nước này và giảm các chi phí liên quan đến thủ tục lãnh sự. Tổng vụ trưởng phụ trách các vấn đề lãnh sự và kiều dân của Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, kể từ ngày 1 tháng 7 tới, hộ chiếu của công dân Cuba trên 16 tuổi sẽ có hiệu lực trong 10 năm, trong khi hộ chiếu của công dân Cuba dưới độ tuổi này sẽ có hiệu lực trong 5 năm. Bên cạnh đó, Cuba cũng xóa bỏ yêu cầu gia hạn hộ chiếu 2 năm một lần và bình đẳng hóa giấy phép lưu trú tại đảo quốc này đối với người nước ngoài và kiều dân. Các biện pháp mới tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và tăng cường sự tham gia của người Cuba định cư ở nước ngoài vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của quê hương. Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo điều chỉnh dự báo về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay. Theo đó, có tăng hơn một chút so với dự báo hồi tháng 1, với những tín hiệu tích cực từ các nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, triển vọng phục hồi kinh tế một cách vững mạnh vẫn còn mờ mịt do những nguy cơ dai dẳng từ lạm phát, ảnh hưởng của dịch COVID-19, cuộc xung đột tại Ukraine và tình trạng ngày càng xấu đi của biến đổi khí hậu. Theo báo cáo, kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,3%, tăng so với mức dự báo 1,9% trước đó của Liên Hợp Quốc, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 3,1% năm ngoái và thấp hơn nhiều so với mức trung bình 3,8% trong hai thập kỷ qua. Nhắc tới loài hoa gắn liền với nước Nga, những người đã từng gắn bó lâu năm với xứ sở Bạch Dương hẳn sẽ nghĩ ngay tới hoa Siren, loài hoa đặc trưng của đất nước này với hương thơm dịu nhẹ. Một công viên rộng lớn với đủ loài hoa Siren ở ngay thủ đô Moscow là nơi để người Nga thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Siren, hoa tử đinh hương, được đưa vào Nga từ cuối thế kỷ 18, nhưng được nhà lai tạo nổi tiếng người Nga Kolesnikov lai tạo, tạo ra loài hoa đinh tử hương riêng của nước Nga. Siren có mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, được người Nga coi là báo hiệu sự khởi đầu của mùa xuân. Siren có nhiều màu sắc, màu trắng tượng trưng cho mối tình đầu, màu tím biểu thị cho tình yêu son sắt, còn màu hồng được xem là lời thổ lộ tình cảm. Tại Hàn Quốc, lễ hội cá voi Ulsan thường niên là một sự kiện lớn với một loạt màn trình diễn và triển lãm hấp dẫn, phản ánh lịch sử, văn hóa và sinh thái của cá voi. Lễ hội không chỉ đem lại sự thích thú cho trẻ em mà còn đem lại những hoài niệm về một nền văn hóa xưa cũ cho người lớn.
là thành phố nổi tiếng với ngành công nghiệp đóng tàu, ô tô và công nghệ điện tử, Ulsan cũng là một thành phố cá voi, nơi có bề dày lịch sử từ những người tiền sử khắc cá voi trên đá đến ngành công nghiệp săn bắt cá voi hiện đại tập trung xung quanh cảng Changsepo. Trong lễ hội cá voi thường niên Ulsan, du khách có thể tham quan bảo tàng trải nghiệm cuộc sống cá voi Changsepo, tham gia các chuyến du ngoạn trên biển ngắm cá voi. Lễ hội cũng bao gồm cuộc diễu hành đường phố theo chủ đề cá voi, biểu diễn dưới nước, nhạc kịch. Thưa quý vị và các bạn, là đất nước nhỏ nằm giữa Biển Đông, nhưng Nhật Bản lại trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới, cuốn hút bởi những khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nhất là với những giá trị văn hóa lịch sử truyền thống đầy ấn tượng. Những hình ảnh đẹp của đất nước mặt trời mọc sẽ có trong một góc nhìn cuộc sống ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.